Xin chào các bạn, trên tay ICT News là phiên bản chiếc điện thoại Oppo F3 Plus. Này, chiếc điện thoại vừa ra mắt tại Việt Nam tối ngày 23 tháng 3 cùng với 4 quốc gia khác ở khu vực châu Á. Thì lúc nãy ICT News đã có bài trên tay nhanh sản phẩm này tổng quan, và bây giờ chúng tôi xin nói kỹ hơn về camera kép phía trước của chiếc Oppo F3 Plus. Thì các cái camera kép phía trước thông thường sẽ dùng để xóa phông hoặc là dùng trắng đen, dùng trắng đen vân vân, thì ở Oppo F3 Plus có một chức năng rất là đặc biệt, đó là hai camera này, một camera phía trước, một camera là độ phân giải 8 megapixel và một camera ở độ phân giải 16 megapixel sẽ làm nhiệm vụ là để một camera là để chụp hình selfie bình thường và camera kia là để chụp hình selfie nhóm. Thì ở đây ICT News đã thử nghiệm chụp thử một vài tấm ảnh từ camera phía trước này. Ở đây các bạn có thể thấy camera phía trước của Oppo F3 Plus trong điều kiện chụp hình bình thường thì ở đây là 3 người. Nhưng khi chuyển qua chế độ là chụp hình Wi-Fi thì số lượng người chụp hình trong này sẽ tăng lên rất là nhiều. Các bạn có thể thấy ở đây ha. Những cái trường hợp như thế này thì một là các bạn có thể dùng để chụp, đây là góc chụp hình bình thường. Ở đây là chụp hình góc rộng hơn. Thì trường hợp này là các bạn có thể dùng để chụp hình selfie một nhóm, hoặc là các bạn muốn mở rộng cái khung cảnh ở phía sau của mình, ví dụ như là các bạn đứng trước biển, hoặc là đứng trước một khu rừng, hoặc là một ngôi nhà nào đó mà các bạn muốn mà mọi người cùng thấy khung cảnh phía sau của các bạn ha. Đây đây là các bức hình chụp camera phía trước và wifi rất là rộng và lấy được rất là nhiều người. Các bạn có thể so sánh ở đây. Lấy được rất là ít người hơn. Đây là các bức hình chụp camera sau và tôi mới vừa thử nghiệm ngay vừa đây. Đây là hình ảnh của sự kiện Oppo. Vâng, ở đây là các bạn có thể thấy tấm ảnh này cũng là người mẫu chụp hình selfie một cái góc bình thường giống như các camera selfie khác. Nhưng ở đây là chuyển qua góc wifi, cái góc chụp hình rộng hơn, và các bạn có thể thấy là sự khác biệt hoàn toàn, số lượng người có thể nhìn thấy nhiều hơn và khung cảnh phía sau cũng được nhìn thấy nhiều hơn. Thì camera này chắc chắn là để phục vụ cho việc các bạn muốn chụp hình cùng với nhiều người hoặc là thấy khung cảnh phía sau nhiều. Vâng, đây là bài đánh giá rất nhanh chất lượng camera phía trước, camera kép của Oppo F3 Plus của ICT News. Xin cảm ơn các bạn.